Xin kính chào quý khán thính giả cùng bà con nông dân. Thưa quý khán thính giả, thưa bà con nông dân, theo nhận định của Cục Bảo vệ Thực vật thì sản xuất lúa hè thu 2018 này có thể sẽ gặp rất là nhiều khó khăn do tình hình thời tiết gặp nhiều bất lợi. Theo đó thì lúa cỏ, cỏ dại, lúa bị ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ, cùng với đó là tình trạng chết giống, chết cây con sẽ có thể diễn ra trên diện rộng. Và cùng với đó thì bù lạch rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá có thể bộc phát mạnh. Do vậy mà chương trình nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng kỳ thứ 192 ngày hôm nay do Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện sẽ tiếp tục trao đổi cùng với bà con xoay quanh chủ đề lúa khỏe đầu vụ. Và chương trình ngày hôm nay sẽ cung cấp cho bà con những giải pháp kỹ thuật để giúp bà con khi mà lúa mới được gieo xạ xuống sẽ được khỏe ngay từ đầu vụ. Chương trình hiện đang được truyền hình trực tiếp trên kênh STV1 trên sóng FM tần số 100.4MHz và đang được phát trực tuyến trên website thst.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Các nhà khoa học tham gia tư vấn cho bà con trong chương trình ngày hôm nay, Ngọc Hương xin được trân trọng giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, giảng viên cao cấp Trường Đại học Cần Thơ; Kỹ sư Trương Hùng Phong, chuyên viên marketing Tập đoàn Lộc Trời. Trước hết thì xin được chân thành cảm ơn hai nhà khoa học đã đến tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Quý khán thính giả và bà con thân mến, ngay bây giờ thì nếu như có những thắc mắc gì liên quan tới chủ đề chương trình ngày hôm nay, xin mời bà con mình hãy gọi về số máy tổng đài quen thuộc của chương trình 02993 526 526. Ban thư ký của chúng tôi đã sẵn sàng để tiếp nhận tất cả những cuộc gọi đến của bà con. Và khi theo dõi chương trình và tham gia cùng với tiết mục Đố Vui Nhà Nông thì bà con mình sẽ có cơ hội nhận được 3 phần quà tặng hấp dẫn từ phía đơn vị tài trợ. Kết quả sẽ được chúng tôi công bố ở cuối chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình ngày hôm nay thì xin được kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ cho biết là ở đầu vụ hè thu này thì nhìn chung là nền thời tiết là nắng nóng, vậy thì khi mà hạt giống được gieo xạ xuống thì sẽ gặp những bất lợi gì từ môi trường đất ạ? Cái cách đặt vấn đề này tôi nghĩ rằng rất là hay. Bởi vì bà con nông dân mình biết là đất là cái nhà ở của cái cây lúa mà. Cây lúa mình sống ở trên đất. Rồi đất nó cũng cung cấp dinh dưỡng nè. Rồi cũng cung cấp nước cho cái cây lúa. Nói chung là cây lúa là sống nhờ đất. Nhưng mà không phải là đơn thuần như vậy. Bên cạnh đó, đất vẫn còn cưu mang những cái đối thủ mà có thể nói là làm hại cái cây lúa của mình. Thành thử ra chúng ta trong cái canh tác mình phải biết. Tôi có thể là tách ra hai cái nhóm mà gọi là đối thủ của cái cây lúa mà đất lại chứa chấp. Cái thứ nhất là cái độc chất. Thì bà con biết là cái độc chất phèn, thì bản chất của đất ở đồng bằng sông Cửu Long mình thì nó có phèn, thì cái đấy là một cái dạng độc chất. Cái thứ hai là độc chất hữu cơ, là do cái rơm rạ bà con mình dùi dạo trong đất nó sản sinh ra độc chất hữu cơ, nó còn nằm ở trong đất. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là mặn. Mặn thì bà con biết rồi, nhiều khi do cái việc ngăn mặn của mình nó không được tốt, để kia để mặn rò rỉ trong thời gian mà thời tiết mà nắng nóng rồi mặn nó xâm nhập như thế này. Thì như vậy là đối với cái độc chất này đó, thì chắc bà con còn nhớ cái bài thuốc mà tôi từng hay nói với bà con, đó là chúng ta cần phải làm. Thứ nhất đó là mình ngăn chặn đừng cho độc chất nó xảy ra. Cái đấy thì nó có cái cách. Rồi nếu mà độc chất xảy ra thì cách thứ hai là bà con mình phải né, tức là xuống giống đừng có cho nó cụm đầu lại với cái độc chất này. Nếu bây giờ né không được nữa thì cách thứ ba là chúng ta phải hóa giải. Có nghĩa là tìm cách làm cho cái độc chất này nó suy yếu đi bằng cách là chúng ta rửa rồi chúng ta bón những cái chất chẳng hạn như vôi này kia để làm cho nó giảm đi. Và cái cuối cùng là chúng ta phải cường sức cho cái cây lúa của mình nó khỏe lên. Thành ra đối với độc chất thì bà con phải nhận diện cho được cái độc chất nào nó gây hại ở hiện đang có ở đầu vụ hè thu như thế này, để chúng ta giúp cho cây lúa của mình nó chống chịu. Đó là một cái nhóm thứ nhất mà đất nó cưu ma, đất nó nó gọi là chứa chấp. Tôi dùng cái từ gọi là chứa chấp. Còn cái nhóm thứ hai đó là dịch hại. Dịch hại có trong đất đầu vụ hè thu mà đất mình cũng chứa chấp, mà có thể là gây hại cái hạt giống của mình hay là cây lúa non mình ngay từ đầu vụ. Đó là cái chất nào? Thứ nhất là cái hạt cỏ. Cái hạt cỏ thì bà con thấy là cái hạt cỏ nếu mà mình gieo xạ xuống mà mình không có làm đất để mà kích thích cho hạt cỏ nó lên để chúng ta diệt bớt nó, hoặc chúng ta không làm mặt bằng để mà giữ được nước cho tốt, rồi không có sử dụng thuốc đúng cách, thì rõ ràng hạt cỏ này nó là một cái đối thủ mà nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với lại cái cây, với ánh sáng, lại với cái cây lúa của mình.
Thành ra cái đấy là cái gọi là cái dịch hại thứ nhất. Cái dịch hại kế tiếp nữa là cái con ốc, thì thật ra cái đầu vụ hè thu thì nó không nhiều. Đối với con ốc thì cái đầu vụ hè thu nó không 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 lớn. Nhưng mà một cái dịch hại mà rất là quan trọng ở cái đầu vụ hè thu đó là bệnh. Bởi vì khi bà con mà sau gieo xạ thì bà con rút nước ra, thì trong cái thời tiết của nắng nóng như thế này thì cái bệnh mầm bệnh nó nằm sẵn ở trên mặt đất, khi mình con bà con liên cầu giống xuống á, thì bệnh nó nhảy vào tấn công, hay là ở trên cái hột giống mình cũng có mầm bệnh này, khi xuống đất cái điều kiện nó phát triển. Nên chính vì vậy mà cái việc mà xử lý hột giống mà đầu vụ á, để cho như vậy là những cái mầm bệnh và ngay cả những cái mầm mà côn trùng ở những vụ trước mà còn nằm ở trong đất mà tấn công vật giống của mình đó, mà nếu như cái hạt giống mà được xử lý một cách nghiêm túc thì chắc chắn rằng sẽ hạn chế được cái này. Mà tôi cũng thường hay thắc mắc ở cái chỗ này, tôi nói tại sao bà con mình trồng dưa hấu, rồi bà con mình trồng đọt, ngay cả đậu phộng hột bắp to đùng như thế này bà con thấy là đều có xử lý hột giống hết trơn, còn hột lúa của mình thì không ai nghĩ tới cái việc xử lý hột giống để mà chống lại những cái mầm bệnh đang có trong đất như thế này. Tôi nghĩ rằng cái đấy là một cái thất thế, nên bà con mình cần phải là quan tâm tới cái việc xử lý cái đó là ngay từ cái đầu vụ, cho cái hột giống của mình nó chống lại được cái điều kiện bất lợi mà do đất chứa chấp các cái mầm bệnh cũng như là cái côn trùng này. Thì như vậy thì chúng ta đảm bảo rằng cái là ngay từ đầu vụ cái cây lúa của mình nó mới khỏe được, tức là hạn chế độc chất, không để cho những cái dịch hại tấn công, thì như vậy cây lúa mình nó mới lên khỏe được. Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ ạ. Kính thưa bà con, đến thời điểm này thì Sóc Trăng đã xuống giống được 19.000 hecta lúa hè thu, và tình hình phát triển của trà lúa này như thế nào, xin mời bà con cùng theo dõi qua ghi nhận sau đây. Mặc dù đã phun thuốc trừ cỏ nhưng cỏ dại vẫn mọc chen với lúa, ruộng lúa bị xì phèn, rơm rạ của vụ trước còn chưa quay mục, rất có khả năng xảy ra tình trạng ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ. Vụ lúa trước, rầy nâu vừa gây cháy rầy, vừa truyền bệnh giăng lùng, lùng xoắn lá, làm lúa thất thu năng suất. Vụ này nếu không có biện pháp chủ động phòng trừ thì bệnh giăng lùng, lùng xoắn lá có khả năng bộc phát mạnh. Đó là nỗi lo chung của bà con nông dân vào đầu vụ hè thu này. Nắng nóng nè gây ra cỏ dại mọc lên nhiều hơn cho cái vụ đông xuân. Bởi vì nắng nóng hình thử ra đất nó mau khô, thì nó cỏ nó lên nhiều hơn cái vụ đông xuân. Rồi thêm cái nữa là nắng nóng gây ra ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ vô được cho lúa của mình. Thử ra là nó thiệt hại nó rất nhiều so với vụ đông xuân. Rồi thêm cái nữa là cái vụ hè thu này á, là cái bệnh vàng lùng vàng lá do gầy nâu truyền cho cái lúa của mình á, nó cũng rất là đáng quan tâm, cái việc nó thiệt hại cho cái lúa rất là nhiều. Thử ra tôi cũng lo cái phần gầy nâu nữa. Dùng đất này bị nhiễm phèn nặng, trong khi các trà lúa lân cận mặt đất dậy phèn, lúa lên thưa ốm yếu, thì 3 hecta lúa của ông Đỗ Văn Úc cũng thuộc dùng đất phèn, cũng xạ lúa trong điều kiện thời tiết bất lợi, nhưng mặt ruộng không bị hiện tượng lưng phèn, lúa lên đều, rễ ra dài bám sâu vào đất. Ông chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cách làm của tôi là làm thường mỗi năm là tôi là đưa nước lên, rồi sau đó là tôi bón vôi. Bón vôi thì công là bón 20 đến 25 kg trên công tầm lớn. Rồi sau bắt đầu tôi tháo nước gạt, rồi tôi chụp gạt, rồi tôi đánh rãnh cho nó phèn rồi kia xả ra, rồi những chất độc rồi kia cho nó ra ra hết. Rồi bắt đầu tôi bữa sau tôi đưa nước lên, thì bắt đầu tiếp tục là tôi bón xả xả, rồi bắt đầu tôi dần thêm 1 kg, 15 kg, 20 kg mà lăn để cho nó hạ được cái lớp phèn ở trên đất, cho lúa nó tạo bộ rễ nó phát triển cho nó tốt. Đối với giống thì tôi ngâm vu xe cũng có thể thấy có rất nhiều hiệu quả. Hiệu quả thứ nhất là nó cho ra rễ ra nhiều dài, tạo ra được nhiều lông hút rồi mầm mập, xin đưa ra mà ruộng thì bán rễ nó phát triển rất là tốt, giảm được cái hao hụt. Cái gô xe thì nó giúp được cái ngăn ngừa được cái bù lạch và gầy nâu, và nó hạn chế được cái dần lùng lùng cái lá trong khoảng từ 10 đến 15 ngày sau xạ. Sau khi tôi xạ được một đêm thì tôi bắt đầu tôi tiến hành là phun cái siêu biết. Phun siêu biết là nó diệt được tất cả các giống cỏ như là chát, lát, rồi cỏ lòng vực, cỏ gạo, đậu phụng, đặc biệt là cái lúa cỏ mà rất an toàn cho cây lúa.
Dạ, với tình trạng lúa hè thu trên đồng như hiện nay mà bà con vừa nêu cùng với đó là cách mà bà con chia sẻ về cách xử lý, thì xin mời những ý kiến nhận xét từ hai nhà khoa học. Trước hết thì xin được mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Dạ. Thì như hồi nãy tôi nói đó là đầu vụ hè thu thì đất nó chứa chấp hai nhóm mà gọi là cái đối thủ đối với cây lúa của mình. Một là cái độc chất ở trong đất, hai là cái những cái dịch hại mà ở trong đất. Thôi cái phần dịch hại thì cái này để cho kỹ sư Phong lát nữa sẽ trao đổi. Tôi sẽ trao đổi với bà con mình cái độc chất. Thì cái cách mà xử lý độc chất của bà con nông dân mình, tôi thấy là cũng như là của anh Út, của em Út đó, thì cũng rất là hay. Tức là em có cái dùng vôi để mà xử lý rồi sau đó rửa cái độc chất đó đi. Thì cái đấy là đúng rồi. Nhưng mà tôi có lưu ý cái chỗ này để cho bà con nông dân của mình nè. Bà con mình sử dụng vôi để mà hóa giải các cái độc chất ở trong đất và kết hợp với cái việc rửa đó. Thì tôi có lưu ý, đối là với cái đất phèn cũng như là ngộ độc hữu cơ, thì bà con biết vôi á, là nó hóa giải. Nên như vậy là chúng ta phải rửa trước rồi chúng ta mới bón vôi. Nhớ cái chỗ đó. Bởi vì mình rửa để cho nó độc chất nó đi bớt đi. Rồi sau đó chúng ta đưa vô vô để hóa giải. Nhưng mà đối với mặn á, thì lại khác. Mặn á, thì vôi không có hóa giải mặn mà gọi là vôi đuổi mặn. Nếu mà đuổi như vậy đó thì bà con mình phải bón vô vô trước để chi, để vôi nó đuổi cái mặn ra ngoài dung dịch của đất á, hay là nước á, ở trong ruộng á. Rồi sau đó bà con xả bỏ đi thì mới có hiệu quả. Bà con thấy hai cái đó nó khác nhau rồi nghe không? Tôi nói cái hiệu quả của cái vôi trong cái việc gọi là trị phèn cũng như là ngộ độc hữu cơ và đuổi mặn, hai cái đó nó phải khác nhau. Một cái đối với, tôi nhắc lại là đối với cái phèn và ngộ độc hữu cơ thì nó là hóa giải, nên bà con phải rửa trước, rửa đất ruộng trước rồi sau đó mới bón vôi. Còn ngược lại đối với mặn, nó là đuổi mặn, nên như vậy bà con phải đưa vô trước để nó đuổi mặn nhảy ra ngoài cái dung dịch đất hay là nước ở trong đất, sau đó bà con xả bỏ nó đi thì cái đấy nó mới là hiệu quả. Thành ra cái chỗ này đó thì bà con lưu ý. Và tôi cũng thấy thêm một cái hay trong phóng sự đó là bà con mình biết xử lý hột giống. Chẳng hạn như nãy trong phóng sự bà con nói có xử lý cái ruje để cho cái bộ rễ nó phát triển này kia. Thì cái đấy là cái tôi gọi là cường sức cho cây lúa để nó tăng cái sức chống chịu đối với những cái độc chất ở trong đất. Thì cái điều đó là phải rồi. Nhưng mà bà con nhớ là có thêm cái nữa là hiện giờ có những cái chất chẳng hạn như là humic acid hay là fulvic acid. Thì đây cũng là cái dạng, nó là một cái dạng hormone. Mà mình nói là gọi là giống hormone chứ không phải là hormone. Có nghĩa là khi mà bà con xử lý cho cái cây lúa thì cái này nó sẽ kích thích cho cái cây lúa như vậy là phát triển chồi cũng như là phát triển cái bộ rễ. Bởi vì nó giống như là cái hormone mà. Nhưng mà khi mà nó xuống dưới đất á, thì nó cũng có một cái chức năng là nó cũng sẽ là hóa giải cái độc chất là sắt nhôm ở trong đó, có nghĩa là nó kết hợp với độc chất sắt nhôm để giảm đi cái việc gọi là ngộ độc phèn. Thành ra nó có thêm cái chất mà fulvic cũng như là cái humic, tức mình gọi là cái mùn hữu cơ đó, thì bà con mình có thể lưu ý, có thể là sử dụng để cũng có thể giúp cho đất, như vậy là giúp cho cái cây lúa của mình phát triển tốt hơn và cái cải tạo đất nó cũng được tốt hơn. Xin được cảm ơn giáo sư và xin được mời kỹ sư Trương Hùng Phong tiếp lời thầy ạ. Thưa bà con, thì qua hai cái đoạn phóng sự của chỗ anh Phong, anh Út, mình thấy nó nổi ra hai cái vấn đề mà bà con mình quan tâm trong cái điều kiện hiện nay. Thứ nhất là mình thấy là cái nắng nóng, thì mình đây là cái điều kiện mà bất lợi mà bà con mình xuống giống trong thời điểm này. Cái thứ hai là cái dịch hại mà cái vụ hè thu này bà con mình quan tâm, đó là con rầy nâu. Và đối với con rầy nâu và cái nắng nóng này thì cái nguy cơ cái bù lạch nó cũng lên đó bà con. Thành ra cái này là cái nỗi lo lớn của bà con, rất là đúng. Và hiện nay đa phần cái bà con mà đã sản xuất sớm á, cà lúa khoảng mười mấy ngày thì có xuất hiện cái bù lạch. Và một số chỗ hiện nay ngay trên cả An Giang hay là cái vùng Bạc Liêu á, những cái khu mà nó xuống giống được trên 15 ngày thì có rầy nâu di trú. Thành ra cái nguy cơ mà bộc phát vàng lùng ở giai đoạn sau bà con hết sức là chú ý. Bây giờ đối với dịch hại thì làm sao? Thì đối với dịch hại người ta khuyên bà con mình đi sớm hơn nó trước á, thì cái cơ hội nó nằm về chỗ mình nó tốt hơn. Và đối với rầy nâu thì người ta vẫn chọn cái giải pháp tốt nhất là cái né rầy. Né rầy là giải pháp tốt nhất để chúng ta ngăn chặn rầy nâu cũng như là hạn chế cái vấn đề vàng lùng ở giai đoạn sau, là cái điều hết sức là quan trọng. Và cái né làm sao thì ở đây mình tuân thủ theo cái lịch xuống giống của địa phương là cái điều vấn đề tốt nhất để chúng ta né. Bây giờ thì cái thứ hai là người ta dùng cái giải pháp là mà anh Út mình đưa ra đó, là đưa cái ruse vào để ta ngăn ngừa, nghĩa là mình né rồi nhưng mà mình muốn phòng thủ
mình đưa cái ru xe vào mình ngăn ngừa ở giai đoạn đầu thì dù sao nó cũng có, khi mà có rầy nâu thì cái mức độ mà nó xâm nhiễm vô cái cây lúa mình, nó bị cái ru xe này nó mà khống chế lại thì cái mức độ mà dàn lùng nó sẽ ít hơn. Và đối với rầy nâu, đối với ru xe thì người ta đưa vào để mục đích chính là ngăn chặn cái con rầy ở giai đoạn đầu, và trong thời tiết nắng này á, thì mình ngăn ngừa được cái con bù lạch rất là tốt. Đó là cái ru xe mà nó mang lại. Và cái thứ hai mà cái điều kiện mà bà con hiện nay gặp khó là cái vấn đề mà xạ mà gặp nắng. Hiện giờ mình thấy có hai cái chuyện bà con. Sáng thì mình thấy nắng nhưng mà chiều là mưa. Thành ra bà con thấy xạ lúc nào nó cũng dính chứ. Thành ra cái điều kiện mà tiên quyết mà hiện nay bà con thấy là như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ nói, bà con mình làm sao để cho cái hạt giống nó khỏe và bảo vệ cái hạt giống để nó có cái cường lực để khi mà xuống gặp cái điều kiện nó bất lợi á, thì cái khả năng mà nó trồi lên nó tốt hơn. Và hiện nay đối với ru xe, ngoài cái chuyện người ta đưa vào, người ta ngăn chặn, người ta bà con có kinh nghiệm là đưa cái bơm lower vào để người ta kích hoạt ở giai đoạn này để nó cái cây lúa chúng ta nó cường lực, nó khỏe hơn, rễ nó mọc cây dài hơn, thì khi mà nó gặp điều kiện khó khăn thì cái khả năng mà nó đóng trong nó sẽ nhanh hơn. Và thực tế bà con mình sử dụng cái ru xe chung với cái bơm ở giai đoạn mình ngâm giống á, bằng cái phương pháp mà xả ngâm lở trong điều kiện nắng nóng hiện nay á, thì cho cái hiệu quả rất là cao, và đặc biệt là nó không có bị là ngập bùn cũng như là cái chết giống. Như trên cái hình bà con mình thấy, đây là cái ruộng ở của chú Sáu Trạch ở chợ mới Hè Thu, thì mình thấy cho quay là cái hình vừa chiếu á, thì mình thấy cái khi mà sử dụng cái ru xe với cái bơm, mình thấy giữa hai cái ruộng phía bên trái là mình không xử lý và phía bên phải mình có xử lý cái ru xe và cái bơm, mình thấy khác biệt rất là rõ trong giai đoạn 10 ngày đầu. Không phải là mình đưa cái bơm vô đây để cho cái cây lúa nó xanh, nhưng mà mình đưa cái bơm vô đây để mình kích hoạt, mình tăng cường cho cái cây lúa nó khỏe. Và khi cây lúa nó khỏe như vậy á, thì nó hấp thụ được cái dinh dưỡng nó có sẵn ở trong đất, thì cái dinh dưỡng nó sẽ nuôi được cái cây, và nó cái cây mình nó phát triển rất là sớm. Thành ra trong giai đoạn 10 ngày đầu mình thấy có sử dụng cái bơm và cái ru xe, mình thấy nó xanh hơn cái ruộng kế bên rất là rõ. Đây là cái điểm thuận lợi mà trong cái vụ hè thu nắng nóng hoặc là mưa kiểu này, hay là có rầy nâu, thì mình dùng cái giải pháp bơm lower với cái ru xe mình ngâm mình xử lý rất là hiệu quả. Dạ, xin được cảm ơn kỹ sư Trương Hùng Phong. Và nối tiếp chương trình, xin mời bà con cùng đến với tiết mục Đố Phương Nhà Nông. Dạ, xin được mời kỹ sư Trương Hùng Phong nêu câu hỏi của tiết mục này ạ. Trong điều kiện nắng nóng hiện nay, phun DS80 cho lúa sẽ giúp A. kích thích bộ rễ phát triển, B. cung cấp các dưỡng chất dễ tiêu dạng hữu cơ, C. giải độc phèn, ngộ độc hữu cơ, D. là tất cả các câu trên đều đúng. Bà con có thể nhắn kết quả theo cú pháp là đáp án, họ tên, địa chỉ, gửi về số điện thoại là 0929 141 000, và cái kết quả sẽ được công bố vào cuối chương trình ạ. Dạ, xin được cảm ơn kỹ sư Trương Hồ Phong. Kính thưa quý khán thính giả cùng bà con, thường thì ở vào vụ lúa hè thu thì cỏ dại và lúa cỏ rất hay là bộc phát mạnh, và với kinh nghiệm sản xuất của mình thì hầu hết bà con ở đồng bằng sông Cửu Long đều có cách để giúp cho lúa phát triển được tốt, và phóng sự sau đây sẽ minh chứng điều đó. Tôi có 30 công ruộng, tôi xài siêu khuyết là hơn 20 năm rồi. Tôi tâm đắc nhất là nó diệt được là lúa cỏ và cỏ dại. Tôi có 40 công lúa tầm lớn, ruộng tôi vụ nào cũng không thể thiếu siêu khuyết hết. Tôi rất mê siêu khuyết, mà bà con trong xóm tôi cũng rất thích siêu khuyết. Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm siêu khuyết là người bạn đồng hành của nông dân trồng lúa trên 20 năm nay. Tâm đắc hiệu quả diệt cỏ dại và lúa cỏ của siêu khuyết, bà con nông dân đã sáng kiến nhiều cách sử dụng Sofit linh hoạt phù hợp với điều kiện canh tác khác nhau. Cách truyền thống, phun Sofit trên nền đất ẩm. Ruộng đã làm đất kỹ, giống lúa ngâm ủ đủ mầm, rễ, xả lúa xong phun thuốc Sofit ngay. Bà con có thể xả lúa ngày hôm trước, hôm sau phun Sofit. Ruộng tôi chủ động nước được, anh vụ nào cũng có xài Sofit. Nếu mình xịt mà liền sau khi xả không kịp thì qua bữa sau tiếp tục mình xịt vẫn kết quả diệt được cỏ và lúa cỏ, chứ rất là tâm đắc về sản phẩm Sofit. Phun Sofit 2 ngày sau khi xả lúa vẫn đạt hiệu quả cao. Tôi đã sử dụng Sofit đã trên 20 năm qua. Tôi phun Sofit sau khi xả lúa được 2 ngày mà hiệu quả rất là cao. Khi tôi phun Sofit mà mắc mưa thì tôi bít nước lại, qua đêm tôi tháo nước ra thì Sofit vẫn hiệu quả cao như bình thường. Cách 2, phun Sofit trên ruộng xạ ngầm lở.
Với cách phun sulfit trên ruộng xạ ngầm lở, hạt lúa giống được ngâm ủ vừa nhú mầm xạ trên nền nước, sau 1-2 đêm rút nước ra phun sulfit. Trong điều kiện mùa hè thu, thời tiết nắng nóng, mặt đất nó mau khô, nên tôi chọn phương pháp là xạ ngầm lở. Tôi chọn lúa giống chứa thuốc ốc ăn hết đã diệt ốc, trong khi xạ hai đêm xong tôi khui nước ra, tôi xịt sulfit là rất là an toàn cho lúa, những cái dũng đồ nó đều lên hết, là cái sulfit nó vừa diệt được lúa cỏ rồi diệt được cỏ nữa, ruộng rất là đẹp, rất là sạch. Tránh tình trạng nắng nóng làm lúa giống chết mầm, bà con chọn cách xạ ngầm lở. Hạt lúa giống được ngâm ủ chưa nhú mầm xạ trên nền nước, sau 1-2-3 đêm rút nước ra phun sulfit để diệt trừ cỏ dại và lúa cỏ, cộng thêm bơm flower để kích hoạt cho mầm khỏe, rễ dài, tăng sức chống chịu cho hạt giống, giúp lúa lên đều. Nông dân ở đây thì thường thì người ta xả là xả nước, mà sau 3 đêm á là bắt đầu khai nước, tôi xịt thằng sulfit với thằng bơm. Cách 3, phun sulfit ngập nước còn gọi là phun tóe. Đưa nước vào trục trạc đất, sau đó phun sulfit khi nước trên mặt ruộng còn đục. Phun sulfit trên nền ngập nước, mình tiết kiệm được nhân công. Trước kia mình phun 2 bình, nhưng bây giờ mình phun 1 bình, nó đã hiệu quả cao. Sulfit đã được bà con nông dân sử dụng linh hoạt trên nhiều điều kiện đất canh tác và đạt hiệu quả cao an toàn cho lúa. Sulfit chuyên gia trừ cỏ và lúa cỏ. Hai nhà khoa học thấy như thế nào về các giải pháp mà bà con mình áp dụng để có thể bảo vệ tốt ruộng lúa khỏi cỏ dại và lúa cỏ ? Trước hết thì xin được mời ý kiến từ giáo sư tiến sĩ bảo vệ. Tôi thấy bà con mình sử dụng rất là linh hoạt, rất là hay. Nhưng mà trong này có một cái chỗ mà tôi xin bà con mình cũng nên có thống nhất cái từ gọi là xạ ngầm lở. Bởi vì bây giờ nó có 4 cái cách xạ. Chúng ta cái xạ khô thì bà con biết rồi, cho cái lúa mùa thì phần lớn. Cái thứ hai là xạ ướt, tức là bà con rút nước ra, cái mặt đất còn ướt, bà con xạ như là cái cách chúng ta đang xài. Một cách nữa là gọi là xả nước. Hồi nãy có một nông dân cũng nói là xả nước đó, nhưng mà nông dân thì nói là xả ngầm lở. Chúng ta nên dùng cái từ gọi là xả nước, có nghĩa là xả lúc trong ruộng vẫn còn nước. Và một cái nữa là xả ngầm, tức là trong ruộng có nước mà nước sâu, rồi để nước nó như vậy là tự động cái cây lúa nó ngoi lên mặt nước. Còn cái xả mà gọi là xả nước đó, chứ không phải là xả ngầm, tức là mình xả lúc đó có nước, nhưng mà như nông dân mình nói đó, 2 ngày sau là chủ động rút nước ra, thì cái đó mình gọi nó là xả nước. Chúng ta thống nhất như vậy để cho nó dễ trao đổi với nhau. Thì ở đây tôi rất là thú vị cái chỗ mà cái vấn đề này, tôi nhớ là tại chỗ cái phim trường này chúng ta cũng đã bàn với nhau rất là nhiều. Nếu mà trong mùa mưa thì mình dùng cái phương pháp xả nước để mà dùng nước chắn mưa, nó không có dùng giống. Còn đầu vụ hè thu này á, trời nắng nóng dễ bị chết dũng. Bởi vì ở mấy cái dũng á, bà con biết là vào giữa trưa là có thể là nhiệt độ ở trong nước ở trong dũng đó có thể lên tới 40 độ C, nó luộc cục chống mình đi chơi. Thành thử ra bà con mình, nãy tôi thấy trong phóng sự đó, xả nước tức là giữ một cái mực nước cao như thế này để mà xả lúa. Thì tôi thấy là cái này cách rất hay mà bà con mình làm rất đúng. Có nghĩa là ngâm cái hộp giống nó vừa múp cái rồi thả nó xuống, nhưng mà bà con lại trị ốc. Bà con nói lúc nãy là cái vấn đề là xả nước, là cái ốc là một cái đối thủ mà có thể nói là đất nó cưu mang, mà hồi nãy tôi có nói tới đó. Thì nếu mà trong đầu vụ hè thu mà sử dụng phương pháp xả nước thì bà con mình phải chặn cho được cái con ốc. Thì sau 2 ngày bà con rút nước ra thì như vậy là lúa nó đã bén rễ xuống bên dưới rồi. Thì sau 2 ngày bà con rút nước thì bà con lại sử dụng cái thuốc diệt cỏ để mà đảm bảo rằng, mà nội cái chuyện đó không thì bà con thấy là cái lợi thế. Bởi vì cái hột giống mình cho nảy mầm, mình cho nó xuống nước thì hột giống lại tiếp tục nó lại phát triển, chứ không phải là không phát triển. Bởi vì trong nước vẫn có oxy để cho cái cây lúa nó phát triển. Nhưng mà cái hột cỏ mà nó nằm ở trong nước như vậy thì nó chưa có nảy mầm được. Thành thử ra nó phải trễ hơn cái cây lúa mình tới 2 ngày đặng. Sau 2 ngày chúng ta rút nước ra, chúng ta cho sulfit vô thì bà con thấy là đối với cây lúa của mình thì nó khỏe quá rồi. Hạt cỏ kia nó mới vừa nhú lên là gặp cái là nó sẽ chừng lại liền. Thành ra cái cách đó tôi nghĩ rằng là rất là hiệu quả. Và thêm cái chỗ này mà tôi khuyến cáo bà con coi chừng, lúc mà bà con sử dụng phương pháp xả nước thì đừng có bao giờ sử dụng những cái chất gọi là điều hòa sinh trưởng thực vật mà giúp cho cái thân lúa nó lại phát triển nhóng cao.
Bởi vì khi mà cái hạt lúa mà chúng ta xả vào trong nước á, thì cái mầm lúa thì lại có xu hướng là nó vươn cao, nhưng mà cái rễ thì lại chậm phát triển. Nên lúc này á, bà con nên dùng những cái chất mà kích hoạt cái bộ rễ nhiều hơn. Cái thuốc kích hoạt bộ rễ nhiều hơn. Cái này có lẽ là lát nữa anh Phong, tôi đề nghị anh có thể là tham gia kỹ ý kiến này. Có nghĩa là người nông dân mình hồi nãy cũng có sử dụng những cái chất kích thích tốt đó, để mà giúp cho bộ rễ, chứ không phải là giúp cho cái việc gọi là phát triển chồi. Bởi vì khi mà chúng ta xả vô trong nước mà trong 2 ngày á, thì cái mầm nó lại lên, nhưng mà cái rễ nó lại là phát triển chậm. Thành thử ra mình dùng những cái chất để kích thích bộ rễ thì nó phù hợp. Thì tôi nghĩ rằng nông dân mình xài rất là đúng hồi nãy trong đó. Thì có thể anh Phong giải thích thêm để cho bà con đó. Xin được mời ý kiến từ kỹ sư. Qua cái đoạn phóng sự thì cũng thấy cái sulfit bà con, tới thời điểm này thì mình thấy cái trên thị trường cái sulfit vẫn là một cái giải pháp tốt nhất, mà trừ cái cỏ dại cũng như là cái lưu cỏ trong thời hiện nay. Và nó rất là hay bà con, là nghĩa là linh hoạt, nghĩa là mình sử dụng trước xạ cũng được, rồi ngay xạ cũng được, hoặc là thậm chí là mình xạ ngay cái thời điểm mà xạ ngâm, hay là cái thời điểm mà xạ nước cũng là một cái giải pháp bà con. Thành ra tùy theo cái điều kiện trên cái đồng ruộng mình để mình quyết định cho mình phun cái điều kiện nào nó thuận lợi nhất và nó phù hợp nhất cho bà con mình. Và ở trong đây mình có một cái yếu tố là cái xạ ngầm, xạ nước mà thầy mới vừa chia sẻ cho bà con trong cái điều kiện hè thu này. Bà con mình biết là hiện nay một cái giải pháp mà bà con mình chọn trong cái vụ hè thu này để mình né cái nắng, hoặc là mình né luôn cái mưa để mình không cho mưa nó trội cái hộp giống, là cái phương pháp xạ nước, là cái mình xạ xong 2 ngày sau mình rút nước. Cái này nó rất là thuận lợi bà con. Thành ra trong cái điều kiện hè thu này, tôi khuyến cáo bà con mình nên đưa cái giải pháp này vô để mình xuống giống, để mình thuận lợi, tránh cái trường hợp là bị xi phèn, nó chóc gốc nó nổi, hoặc là nó bị mưa, nó bị ngập sình, hoặc là nó bị là nổi giống, thì cái đó là nó rất thuận lợi. Và trong cái giải pháp này thì mình làm sao mình quản lý con ốc cho nó tốt, và chúng ta dùng cái chất kích hoạt mà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ vừa chia sẻ cho bà con mình đó. Thì trong đó cái bơm lower là cái giải quyết tốt nhất mà hiện nay chúng tôi muốn đưa vào trong cái phương pháp mà xả nước này, để giúp cho cái bộ rễ nó tốt hơn. Bản thân của cái bơm rất là hay bà con. Đối với giai đoạn đầu hạt giống chúng ta đưa vào, chúng ta ngâm cái hạt giống á, thì nó kích hoạt cho cái bộ rễ chúng ta phát triển rất là mạnh. Mà bà con mình biết trong cái điều kiện mà xả nước như vậy á, thì cái rễ là nó không có nhóm ra. Thành ra mình kích hoạt cái bơm trong điều kiện này để cái rễ nó phát triển rất là dài và rất là mạnh. Và trong điều kiện có nước vậy nó bám đất rất là tốt. Thành ra cái này là cái thuận lợi trong điều kiện mà có mưa gió hoặc là có bị phèn nó xì á, thì cái lúa chúng ta nó bám đất, nó không bị chốc gốc. Cái đó là cái điểm mạnh. Và cái thứ hai là chúng ta đưa cái bơm vào giai đoạn này á, thì mình đưa như vậy vô thì cái rễ nó bám đất, nó hấp thụ dinh dưỡng rất là nhanh. Thành ra bà con thấy cái lúa nó ngồi nước rất là mạnh. Thành ra sau 2 ngày mình dứt nước ra, mình thấy lúa lên một khúc rồi. Và sau đó mình đưa cái sulfit vô, mình quản lý cỏ rất là tốt. Và hiện nay thì người ta dùng cái sulfit vào cái điều kiện thuận lợi nhất là cái ngày thứ 2 sau khi xả bà con. Có nghĩa là mình rút nước ra, mình xả xong, mình để ẩm 2 ngày sau, mình đưa sulfit cũng được. Thì lúc này bà con ta nói là cái lúc này là đất sình nó lắng lại rồi. Và cái ẩm độ ở cái thời điều kiện ngày thứ 2 này đó là nó rất thuận lợi để mình đưa sulfit vô. Và sau đó mình sau cái ngày xử lý sulfit thì mình đưa nước vô, mình ém cỏ thì nó tốt hơn. Hoặc là cái nào xả nước, chúng ta xả trong điều kiện nước. Sau 2 ngày chúng ta giật nước ra, chúng ta để ẩm qua một đêm cho đất nó lắng dẻ ra đi. Rồi chúng ta đưa sulfit vô rất là thuận lợi. Thành ra đối với sulfit trong cái điều kiện hè thu này, mình dùng rất là nhiều giải pháp. Thứ nhất là mình làm sao làm đất cho nó tốt. Thứ hai là giống mình phải có mầm có rễ. Và chúng ta đưa cái sulfit vào cái ngày thứ hai là cái ngày thuận lợi nhất. Và nó phát huy hiệu quả và nó rất an toàn cho cái lúa mình. Xin được cảm ơn kỹ sư Trương Hồng Phong. Thưa bà con, ở đầu vụ thì việc xử lý giống và việc trừ cỏ dại thì bộ đôi sản phẩm Ruse và Sulfit đã cùng với bà con mình đồng hành từ nhiều năm nay. Và trong chương trình ngày hôm nay thì bộ đôi này sẽ đem đến bà con một số thông tin vui hấp dẫn ngay sau đây. Tin vui, giảm giá đặc biệt, thấu hiểu những khó khăn của bà con nông dân. Công ty Syngenta và tập đoàn Long Trời thực hiện chương trình tri ân và chia sẻ. Với chính sách giảm giá đặc biệt dành cho sản phẩm Ruse Plus và Sulfit, bà con hãy đến các cửa hàng trong hệ thống phân phối của Long Trời để nhận được ưu đãi này. Tin vui, giảm giá đặc biệt, thấu hiểu những khó khăn của bà con nông dân. Công ty Syngenta và tập đoàn Long Trời thực hiện chương trình tri ân và chia sẻ. Với chính sách giảm giá đặc biệt dành cho sản phẩm Ruse Plus và Sulfit, bà con hãy đến các cửa hàng trong hệ thống phân phối của Long Trời để nhận được ưu đãi này. Xin mời quý khán thính giả và bà con nếu như có những thắc mắc gì, hãy tiếp tục gọi về cho chúng tôi qua số máy tổng đài quen thuộc 02993 526 526. Hiện thì ban thư ký của chúng tôi vẫn đang sẵn sàng để tiếp nhận những cuộc gọi đến của bà con. Và bà con thân mến, trước khi mà tiếp tục nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, thì Ngọc Hương sẽ đọc lại nội dung của câu hỏi trong tiết mục Đố Vui Nhà Nông kỳ này.
Câu hỏi như sau: trong điều kiện nắng nóng, phun DES 80 cho lúa sẽ giúp đáp án A, kích thích bộ rễ phát triển; đáp án B, cung cấp các dưỡng chất, dễ tiêu dạng hữu cơ; đáp án C, giải độc phèn mặn, ngộ độc hữu cơ; đáp án D, tất cả các câu trên đều đúng. Bà con soạn tin nhắn với cú pháp đáp án, họ tên, địa chỉ và gửi tin nhắn về số điện thoại 0929141000 và chúng tôi sẽ công bố kết quả vào cuối chương trình ngày hôm nay. Tiếp tục với nội dung chính của chương trình thì xin được kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho bà con với thắc mắc ở trong tình huống ở màn hình sau đây ạ. Những ngày qua mưa xuất hiện rải rác trên diện rộng nhưng nền thời tiết chung vẫn là nắng nóng. Xả lúa được 5 ngày, mặt ruộng dậy phèn, ông Tiền Thanh Tùng lo ngại sẽ tái diễn tình trạng như các vụ hè thu trước. Tôi ở đây thì mặt ruộng ngay cái vùng đất phèn, hàng năm thì nó thường hay xảy ra là xả giống xuống nó không ra rễ, nó bị phèn bó rễ, không ra rễ, chỉ ra mọng về chết dần dần. Xin hỏi nhà khoa học có mình có biện pháp gì để giải quyết cho cây lúa nó được ra rễ sống khỏe như mấy cái vùng đất không có phèn không ạ? Dạ, xin được mời giáo sư tư vấn giúp cho bà con ạ. Em Tùng, tôi thấy cái ruộng của em để cây rơm rạ mà quá cỡ như vậy thì nó sẽ làm cho sự ngộ độc phèn trở nên dữ dội hơn. Thành ra tôi nghĩ rằng em nên tham khảo cái trong phóng sự hồi nãy có em Út á, Hải Út á, Đỗ Hải Út cái gì đó. Thì chắc là cuối chương trình thế nào cô Hương cũng có hướng dẫn cái lúc nào mà cái chương trình này phát lại đó. Yeah. Em nên xem cái cách của em Út đã làm. Có nghĩa là đối với cái vùng mà đất phèn như vậy á, thì cái việc chúng ta phải rửa bỏ các cái độc chất rồi sau đó mình bón vôi và trước khi em xuống giống thì có thêm lân. Nhưng mà đặc biệt cái ruộng của em mà cái ngộ độc hữu cơ nó lại vẫn có xảy ra mạnh nữa đó, bị gì cái rơm rạ còn quá nhiều. Nên ngay từ cái đầu vụ á, sau này em lưu ý là nên giải tán các cái rơm rạ này bớt đi. Hoặc là em phải có thời gian cách ly giữa hai vụ nó dài chút để cho nó rơm rạ phân hủy rồi em tiến hành làm đất xuống giống thì nó sẽ giảm cái ngộ độc phèn hơn. Dạ, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Kính thưa quý khán giả và bà con, rầy nâu truyền bệnh vàng lùn luồn xoắn lá đã trở thành nỗi lo chung của bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long ở vụ hè thu 2018. Và sau đây thì xin được mời kỹ sư Trương Hùng Phong sẽ xem tình huống và hướng dẫn bà con mình cách ngăn ngừa. Vụ đông xuân 2017-2018, Sóc Trăng có trên 3.700 hecta lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn luồn xoắn lá do rầy nâu truyền, bị thiệt hại nặng. Bước vào vụ hè thu 2018, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có trên 8.400 hecta lúa bị nhiễm vàng lùn luồn xoắn lá. Bà con nông dân lo ngại bệnh vàng lùn luồn xoắn lá sẽ bùng phát mạnh trong vụ hè thu này. Vụ đông xuân vừa rồi tôi bị vàng lùn luồn xoắn lá quá nặng. Bây giờ tôi có hecta mấy mà có chỗ thì một công 2 bao, 3 bao, có chỗ thì một công cũng 4, 5 bao có, nhưng mà nó chỗ không ra vàng lùn lá, nó chỗ không ra nên nín, cho đó nó chỗ nửa bông nó lép hết trơn. Xa xa có một cộng bông bụi, bông hay bông. Tôi xin hỏi nhà khoa học hè thu này cho nó được kết quả hơn, không bị vàng lùn luồn xoắn lá nữa. Dạ, xin mời những hướng dẫn từ kỹ sư Trương Hùng Phong ạ. Thưa bà con, thì đối với rầy nâu thật sự là mình quản lý nó rất là khó. Và đối với cái vàng lùn cũng vậy, mà trong cái vụ hè thu thường thường mà thấy bà con mình thấy á, là nếu mà có vàng lùn thì cái mức độ mà vàng lùn nó bị nặng hơn cái vụ đông xuân rất là nhiều. Cái yếu tố đó là cái do cái vấn đề mà môi trường đất bà con, mà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ vừa rồi cũng chia sẻ cho bà con mình, cái môi trường đất trong cái điều vụ hè thu này rất là quan trọng, làm sao phải cho nó thuận lợi, nó tốt thì khi mà cái cây lúa nó đưa xuống thì cái sức đề kháng nó sẽ cao hơn, thì cái khả năng nó vượt qua cái dịch hại nó sẽ tốt hơn. Và đối với cái vàng lùn thì ở đây chúng tôi cũng muốn nói lại cho bà anh mình biết là để có cái giải pháp tốt nhất hiện nay để chúng ta quản lý con rầy nâu cũng như né được cái vàng lùn là cái né rầy là cái số 1. Cái thứ hai là bây giờ mình ngăn ngừa nó giai đoạn đầu sao nó cũng tốt hơn, thành ra mình đưa cái ru xe vào giai đoạn đầu khi mình xuống giống cũng là một cái giải pháp để mình chủ động mình phòng chống nó ngay từ cái giai đoạn mà mình xuống giống. Và bên cạnh đó, trong cái điều kiện này người ta đưa cái bơm lower để nó kích hoạt cho cái bộ rễ nó phát triển mạnh hơn, và khi mà mình xuống giống mà nếu mà lỡ có rầy nâu nó vô á thì mình dùng nước để mình che chắn, thì lúc này cái lúa mình nó khỏe, rễ nó ra mạnh, nó bám đất tốt, mình đưa nước sâu để mình che chắn như vậy á, thì cái lúa mình nó không chốc gốc,
và mình né được cái con gầy thì cái mức độ mà rầy nâu ở giai đoạn sau nó sẽ ít hơn. Cái này là rất là thuận lợi mà bà con mình nên sử dụng. Ở đây tôi muốn chia sẻ cho bà con mình một cái kinh nghiệm mà của một cái chú nông dân ở chợ mới là chú Sáu Chạch đó. Chú có cái kinh nghiệm mà xử lý cái rầy nâu, cái che rầy mà trong cái vụ mà năm 1992 là cái dịch rầy nâu đó, bà con. Nghĩa là chú chuẩn bị giống, cái điều kiện là đang xuống giống mà rầy nâu đang với chú. Vì chú nghe chú nói là 10 tới nửa tháng là. Thành ra cái lúc đó là chú chuẩn bị cái giống là cái hạt giống mình phải ra mầm cái rễ là khoảng 2/3 cái hộp lúa. Và sau đó chú sẽ chọn cái giải pháp là chú xả ẩm. Xả ẩm rồi sau đó rút nước ra một ngày, xịt Sofit. Và cái ngày thứ hai đó chú đưa nước vô chú ngâm. Và chú chia sẻ rằng cái ngày đầu tiên và cái ngày thứ hai á, mình cho cái hộp lúa nó ẩm như vậy thì cái điều kiện nó thuận lợi để cho cái hộp lúa nó bám đất thật chặt và nó trồi lên trên. Có nghĩa là cái mầm nó trồi lên trên và sau cái ngày thứ hai đưa nước vào ém. Và cứ một ngày cứ đưa nước vào, đưa làm sao mà cho nó ngập cái thân mà nó lú cái đọt thôi. Thì trong cái khoảng thời gian 5 tới 6 ngày vậy thì chú che được cái lưới rầy nó đi ngang. Nhưng mà chú mình chấp nhận cái chuyện là mình che nước 5 6 ngày để cho cây lúa nó ốm, để mình bảo vệ cái cây lúa mình nó không bị rầy nâu, thì cái mức độ mà rầy nâu ở giai đoạn sau nó chuyển cái dạng lục hầu như là không có đáng kể, bà con. Thành ra cái giải pháp này chúng tôi nên đưa cho bà con mình để mình có cái giải pháp nếu gặp rầy nâu tới, mình xạ xong, đưa nước vô mình ém nước. Và sau cái đợt rầy nâu đó mình giật nước ra từ từ và mình khống chế, mình bảo vệ cái cây lúa mình chăm sóc lại trong cái điều kiện bình thường thì dù sao nó cũng tốt hơn mà mình để cho cây lúa nó nằm trên trên để cho rầy nó bu vô thì cái mức độ nguy hiểm nó rất là khó, rất là cao. Thành ra cái này là cái lưu ý mà trong cái vụ hè thu này, né nước, né rầy là một cái, còn né không được thì ém nước là giải pháp thứ hai, và đưa cái ru xe vào ngăn chặn ngay từ đầu là giải pháp tốt nhất. Dạ, xin được cảm ơn kỹ sư Trương Hồng Phong. Canh tác lúa ở trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này thì thường xảy ra một số tình trạng bất lợi, và cụ thể là tình huống bất lợi đó là như thế nào thì xin được kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ theo dõi và tư vấn giúp cho bà con. Từ thực tế sản xuất cho thấy, thời tiết nắng nóng, lúa chậm hấp thu phân bón, lượng phân đạm bị thất thoát cao làm tăng chi phí sản xuất. Bà con nông dân mong được các nhà khoa học hướng dẫn cách sử dụng phân bón phù hợp để khắc phục tình trạng này. Tôi chuẩn bị bón phân để cho bộ rễ nó phát triển, nhưng mà với tình trạng nắng, thời tiết khô này tôi sợ là bón phân vô cái nó phân đạm nó bị bốc hơi rồi nó không hấp thụ được cho cái bộ rễ. Thì hỏi diễn giả có cái mà loại phân nào và cách xử lý nào để cho mình bón cân đối hợp lý cho nó đừng có mất cái chi phí cho nông dân nè. Ở thí dụ tôi thấy một số trường hợp á giải xuống thì nó khô vậy cái nó ăn được một phần, còn phần thì cái nó bốc hơi đi, cái nông dân thấy dạ không lên, ông giải thêm nhiều nữa cái ảnh hưởng cho cỡ 10 bữa nửa tháng sau cái nó phát triển quá cho nên mới sanh cái bệnh. Dạ xin mời thầy tư vấn giúp cho. Em là Đỗ Hải Đến mà ở thị xã Ngã Năm. Tôi nãy tôi nhớ có Đỗ Hải Úc, chắc là ông anh quá chắc. Úc và anh Úc hồi nãy cũng có rất là nhiều kinh nghiệm, cũng rất là hay mà em hỏi cũng rất là trí tuệ. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề của em cần phải được trao đổi cho thấu đáo. Bây giờ cái mùa nắng này á, nhất là cái phân đạm mình nó dễ bị bay hơi lắm, nên ta chọn những cái loại phân đạm mà có cái chất kiềm giữ nó lại để nó giảm cái bay hơi. Đó, chẳng hạn như là người ta dùng humic acid, người ta áo cái viên phân nó lại để nó có cái màu đen mà mình thấy có humic đó, để khi mình nó xuống như vậy được cái chất humic này điện tích âm nó sẽ giữ cái đạm lại cho nó giảm cái mất phân. Còn cái ý thứ hai của em nói đó, thấy bón xuống cái xong mà lúa nó không có phát, em lại tiếp tục bón phân. Mà nếu mà em nói nó mất thì em tiếp tục bón phân thì làm gì sau một thời gian cái cây lúa lại em lại tiếp tục bón phân nó lại bộc phát lên được. Mà không phải do cái đó, mà do cây lúa của em như vậy là không ăn phân được. Lý do là trời nóng quá nó bị sốc đó. Thành ra em phải giải tán sốc nó bằng một cái hormone nó gọi là prasinolid. Cái này là một hormone thứ 6 chống sốc rất tốt. Thì cái để này thì tôi đề nghị em nên tham khảo để mà sử dụng cái hormone này để mà chống sốc. Thì khi mà nó chống sốc như vậy thì em bón phân xuống cây lúa nó sẽ ăn ngay, mà nó không có để cái phân nó còn nằm tồn ở trong đó. Rồi em lại tiếp tục em bón xuống nữa tới chừng thời tiết mát mẻ trở lại, nó qua cơn sốc nó tới chừng nó ăn thái quá thì lúc đó bệnh nó sẽ bộc phát lên. Đó là như vậy. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn từ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ.
Quý khán thính giả và bà con đang theo dõi chương trình tọa đàm trực tiếp nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng kỳ thứ 192 với chủ đề lúa khỏe đầu vụ, và xin mời bà con hãy tiếp tục gọi về số máy tổng đài của chúng tôi là 02993 526 526 để đặt ra những thắc mắc của mình nhờ các nhà khoa học tư vấn. Và ở thời điểm này thì chúng tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi đến từ bà con, và sau đây thì xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối cho chúng tôi qua bà con mình để bà con mình trực tiếp nêu câu hỏi. Tôi Trịnh Văn Lập ở xã Vĩnh Quế, ấp Vĩnh Trung. Đầu vụ hè thu cây lúa non chậm phát triển, không mà gãi phân thì nó không ăn phân. Bây giờ là nắng nóng nhiều, sợ bù lập nó gây hại thì tốn chi phí hơi nhiều. Tôi xin hỏi làm cách nào cho cây lúa lên đều, ít tốn phân và không có bù lập. Và với nội dung câu hỏi mà anh Lập vừa đặt ra thì xin được mời kỹ sư Trương Hùng Phong tư vấn ạ. Để mình làm sao mình cho cái lúa mình nó lên đều thì đầu tiên là cái giống mình nó mới khỏe, và cái đất làm sao mình thuận lợi thì mình đưa xuống thì cái hạt giống mình nó rất là thuận lợi để nó lên. Thành ra trong cái điều kiện nắng nóng hiện nay, mình làm sao mình giải quyết cái hạt giống để mình che nắng, để khi nó xuống cái hạt giống nó lên an toàn. Thì cái giải pháp mà mình xả nước nãy mà ha, mình giữ nước 2 ngày đó anh Lập, cũng là một cái giải pháp để anh nên nghiên cứu trong cái vụ hè thu này, để anh xuống giống cái đó nó rất thuận lợi, để cái hạt giống anh lên rất là thuận. Và cái giải pháp thứ hai là người ta đưa cái bơm vào để người ta kích hoạt cho cái hạt giống nó khỏe, và nó kích hoạt cái bộ rễ nó mạnh hơn, thì cái khả năng mà nó ngôi nước ở những cái chủng nó lên sẽ tốt hơn, và cái khả năng nó vượt qua cái điều kiện phèn cũng như là cái ngộ độ hữu cơ rất là thuận lợi đối với cái bơm lower này, khi mà mình đưa vô cái hạt giống ngay từ đầu. Và đối với con bù lạch thì người ta lại nghĩ một cái hướng khác, là người ta sử dụng ngăn ngừa nó trước khi nó xảy ra thì nó sẽ tốt hơn, và cái ru xe nó đưa vào cái hạt giống là cái giải pháp tốt nhất để ngăn ngừa cái con mù lạch. Và đối với cái hạt giống mà chúng ta đã có bảo vệ bằng cái ru xe thì bà con rất là yên tâm trong cái vấn đề là không có cái con mù lạch đó. Thành ra đây là hai cái điểm mạnh mà bà con mình nên đưa vào ru xe, chúng ta đưa vào và chúng ta phối trộn với cái bơm lower để cho ngăn ngừa cái con mù lạch, cũng như chúng ta kích hoạt cái bộ rễ cho lúa cái lên đều hơn, và cái khả năng mà nó ngôi nước sẽ mạnh hơn, thành ra cái vấn đề mà lúa anh nó phát triển về sau nó sẽ tốt hơn. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn từ kỹ sư Trương Hùng Phong dành cho anh Lập. Và tiếp tục xin được mời bộ phận kỹ thuật kết nối cho bà con mình trực tiếp hỏi. Trương Phước Khởi, ấp Trường Lộc, xã An Khánh, Long Phú, Sóc Trăng. Lúa tôi bón phần đợt 1 nhưng không thấy phát. 5 ngày sau tôi bón thêm 5kg ure và DAP. Vài bữa tôi bón phần đợt 2 và bón như thế nào và cho lúa tôi nó phát. Dạ, và với thắc mắc của anh Khởi thì xin được mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn. Em Khởi ơi, tôi rất ngại. Bây giờ như vậy là coi chừng cái lượng phân mà em xài nhiều thì giống như là em đến, hãy đến hồi nãy có nói, thấy lúa không phát rồi bón tới chừng nó mát, thời tiết mát mẻ có mưa lại chút xíu cái lúa giọt lên, thì lại nó ăn quá nhiều phân, nó dẫn tới cái chỗ là bị bệnh nhiều. Thành ra trong cái lúc mà trời nắng nóng như thế này, em nhớ cho tôi một cái hóc môn để mà chống sốc cho cây lúa, đó gọi là hóc môn prasinolid. Thì em đưa vô thì cây lúa nó ăn đều đều, thì em thấy nó phát triển được, thì em không cần phải bón phân nữa. Chứ bây giờ nó ăn phân không được, bởi vì bà con biết cái sốc nó làm cho cây lúa mình không ăn phân được. Nên bà con tưởng đâu là nó thiếu phân hay là phân nó bay hơi hết, bà con lại cho phân xuống tới chừng mưa xuống mát mẻ một cái là cái lượng phân trước, lượng phân mới đầy nó cộng lại một cái là cái cây lúa nó ăn quá là lại bị bệnh. Nên cái chỗ này tôi đề nghị em tham khảo để sử dụng cái hóc môn để mà chống sốc cho cái cây lúa. Dạ, và với hai phần tư vấn từ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ là giáo sư nhắc nhiều tới cái hóc môn prasinolid. Dạ. Thì xin được mời kỹ sư Trương Hùng Phong là nêu cái sản phẩm nào và cái công dụng cũng như cách sử dụng cho bà con mình biết rõ. Hiện nay thì đối với tập đoàn Lộc Trời thì cung cấp cho bà con mình một cái sản phẩm là cái Vitagym. Đây là một cái sản phẩm mà nó chứa cái hàm lượng racinoteoid rất là tốt. Và đối với sản phẩm này thì bà con mình có thể đưa vào cái đồng ruộng mình ở bất kỳ cái giai đoạn nào mà mình cần thiết. Và cái liều lượng ở đây chúng tôi khuyến cáo bà con mình là 50cc cho một bình 25 lít, và chúng ta phun trên cái đồng ruộng thì nó đảm bảo cho bà con mình giảm sốc trong cái điều kiện mà thời tiết nắng nóng hiện nay. Nếu mà cô Hương cũng quan tâm tới cái hóc môn này á, mà anh Phong mới vừa nói á, tôi xin nhắc lại với bà con, đây là cái hóc môn thế hệ thứ 6 mà các nhà khoa học khám phá gần đây nhất. Và 5 cái hóc môn trước thì không có cái tính năng gọi là chống sốc cho cây lúa. Chỉ có hóc môn này mới có cái tính năng là chống sốc. Mà bà con đừng có tưởng cây lúa nó không bị sốc nha, nó cũng như mình vậy, nó cũng bị stress, bị sốc dữ lắm đó. Mà khi bị như vậy bà con biểu nó ăn cũng không được. Đưa phân xuống cho nó ăn, nó bị sốc cũng chết, nó ăn cái gì. Bà con phải chống sốc nó thì nó mới có cái khả năng ăn được phân tốt được.
Dạ, xin được cảm ơn phần kết hợp tư vấn từ hai nhà khoa học đã đưa ra cái giải pháp rất là tốt để bà con mình áp dụng ạ. Và tiếp tục thì xin được mời bộ phận kỹ thuật kết nối cho bà con mình đặt câu hỏi ạ. Tôi Nguyễn Văn Đính ở ấp Mỹ Lợi C, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Bây giờ lúa của tôi ra xạ là được 15 đến 17 ngày rồi đó, mà mấy cái chó trũng nó vẫn lên, nhưng mà bây giờ nó bị thưa. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi là có cái sản phẩm Vitagym gì đó, là xịt vô là nó phát triển bộ rễ và nó nảy chồi nhanh đó. Bây giờ hỏi đặc tính của nó là cách sử dụng như thế nào, xin cho biết. Dạ, kỹ sư Trương Hùng Phong cũng đã vừa hướng dẫn cho bà con mình và cụ thể như thế nào thì xin mời kỹ sư nêu cho bà con mình cụ thể nhất ạ. Thưa anh Đính, thì vừa rồi anh cũng nghe giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ cũng chia sẻ về cái đặc tính của cái Rationalteoid mà có trong cái Vitagym mà hiện nay cái tập đoàn Lộc Trời đang cung cấp cho bà con mình. Thì đối với cái sản phẩm Vitagym thì mình có mục đích chính của mình đưa vào cây lúa để mình chống sốc. Thành ra cái thời điểm nào mình thấy cần thiết thì mình đưa vào sử dụng rất là an toàn. Và đối với cái liều lượng thì chúng tôi khuyến cáo anh là 50cc cho bình 25 lít thì anh đưa vào cái đồng ruộng anh sẽ tốt hơn. Và anh lưu ý là trong cái điều kiện mà cái cây lúa nó bị sốc, anh làm sao anh phải chống nó cho nó hết sốc đi. Rồi lúc đó anh đưa cái phân bón vào thì nó sẽ thuận lợi hơn. Và cái sau cái thời điểm mà đưa phân bón á, thì bà con người ta lại có cái kinh nghiệm là đưa cái ure lách vào thì nó sẽ tốt hơn. Ure lách mặc dù là nó ngoài cái chuyện nó cung cấp cái ure, nó cung cấp thêm cái humalai, có nghĩa là cái humic và fulvic á, nó kích thích cho cái bộ rễ chúng ta nó phát triển mạnh hơn và nó định giữ cái dinh dưỡng trong đất nó tốt hơn. Thành ra anh đưa vào thì cái cây lúa hấp thụ một cách hoàn toàn và hấp thụ phân bón rất là tốt. Thành ra sau đó anh đưa vào thì cái cây lúa anh phát triển rất là sớm và nhảy chồi rất là nhanh. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn từ kỹ sư Trương Hùng Phong. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe thắc mắc của bà con và nhờ các nhà khoa học giải đáp. Tôi là Lê Công Nhân, ấp Trường Bình, xã Trường Khánh. Thì theo tôi thấy thì các loại phân bón lá thì nó thường làm tăng sâu bệnh trên lúa. Nhưng riêng phân bón lá hữu cơ thì nó có làm tăng sâu bệnh trên lúa hay không? Còn cái thứ hai tôi thì đất tôi thì nó khó thoát nước, nó thường hay bị ngộ độc phèn hữu cơ. Thì ngoài cái cách bơm nước bón vôi thì có cái sản phẩm nào để mà cho nó cải tạo đất được tốt hơn không? Dạ, với thắc mắc của anh Nhân thì xin được mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn. Em Nhân nói cái sử dụng cái phân bón mà có cái chất hữu cơ, tức là cái humic hoặc là cái fulvic. Thì đối với humic lại với fulvic mình gọi nó là cái mùn hữu cơ, thì em biết là nó giúp cho cái việc tăng rễ, tăng chồi phát triển á, không phải là như cái chất đạm, mà nó có một cái tính năng giống như là cái chất kích thích sinh trưởng. Thành thử ra chứ nó không phải là giống như là cái phân đạm bón nhiều thì nó làm một cái dưỡng chất mà cho cái con nấm bệnh nó ăn nên nó bộc phát rất là nhiều. Thành ra đối lại với cái humic và cái fulvic, người ta thấy nó còn giúp cho cái cây lúa chống chịu lại với cái điều kiện nấm bệnh còn tốt hơn nữa, chứ không phải là nó sẽ làm cho cái cây lúa dễ bị nấm bệnh tấn công. Thì cái đấy là cái em lưu ý. Còn em nói bây giờ nếu mà trong trường hợp ở dưới đất mà nó có phèn thì có độc chất sắt nhôm, thì người ta cũng thấy rằng những cái hoạt chất mà cái humic và cái fulvic như thế này đây á, thì nó có cái khả năng là nó sẽ kềm giữ các cái độc chất đó lại, không cho cái độc chất đó tự do để mà có thể gây độc cho rễ lúa của mình. Nên nếu mà được đưa những cái này vào ở trong đất thì nó sẽ giúp cho cái cây, nghĩa là đất của mình, nó nghĩa là các cái độc chất ở trong đất nó giảm đi cái nồng độ để mà nó không có gây hại cho cái cây lúa của mình. Dạ, xin được cảm ơn những hướng dẫn từ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Thưa bà con, chúng tôi cũng nhận được câu hỏi từ anh Nguyễn Văn Nhiều ở tỉnh Tiền Giang, và anh có hỏi là 50kg giống ngâm bao nhiêu cc bơm flower thì được. Với nội dung câu hỏi này thì xin được mời kỹ sư Trương Hùng Phong tư vấn ạ. Kính thưa anh Nhiều, thì đối với bơm flower thì mình đưa vào cái hạt giống thì rất là dễ, nghĩa là 1kg giống mình dùng cho 1c, thành ra 50kg giống mình đưa 50cc bơm flower mình ngâm cũng được, mình trộn cũng được, hiệu quả rất là cao ạ. Xin chia sẻ cùng anh ạ. Dạ, xin được cảm ơn kỹ sư Trương Hùng Phong. Tiếp tục thì xin được kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho câu hỏi của anh Huỳnh Văn Út ở Hậu Giang. Anh Út hỏi là lịch đầu vụ né rầy được, vậy thì có né được mũi hành không ạ? Cái lịch thì chắc chắn là hai con này nó khác nhau nên nó phải có cái lịch khác nhau.
mà người ta thấy rằng cái khả năng để sau này chúng ta tìm ra được một cái quy luật để mà có một cái lịch né con mũi hành là có khả năng. Bởi vì có mấy cái lý do như thế này. Một là người ta thấy rằng cái con mũi hành này nó cũng xuất hiện theo cái quy luật của cái thời tiết, nó gắn chặt với thời tiết, và đồng thời nó cũng vào đèn như là cái con rầy. Và chúng tôi sau một thời gian mà để ý thì thấy rằng hai cái ruộng kế bên mà xạ mà trên lệch với nhau, nhiều khi tuần lễ 10 bữa thôi mà cái sự thiệt hại đối với mũi hành nó cũng rất là khác nhau. Nên như vậy thì cái tiềm năng mà để chúng ta có được một cái lịch để mà né nó, thì tôi nghĩ rằng các cái nhà chuyên môn, cái nhà quản lý cũng đang tham gia vào cái việc đó là tìm ra cái quy luật này. Thì hy vọng rằng một thời gian sau chúng ta sẽ có được cái quy luật đó. Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Và xin tiếp tục được mời kỹ sư Trương Hùng Phong tư vấn cho câu hỏi của anh Nguyễn Văn Trường ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Anh hỏi là Sofix xịt vụ này rồi thì vụ sau nữa có bị kháng thuốc hay không ạ? Kính thưa anh Trường cùng bà con, thì đối với Sofix đây là một cái loại thuốc là trừ cỏ tiền nảy mầm. Có nghĩa là mình xử lý trước khi cái cây cỏ nó nảy mầm, thành ra mình không, cái Sofix là trên 27 năm mình sử dụng thì không có hình thành tính kháng. Nghĩa là khi mà cây nó lên rồi á, mình xử lý mà nó không chết thì cái mức độ mà nó kháng ở cái vụ sau nó sẽ có. Nhưng mà đối với Sofix, mình xử lý trước khi nó lên, thành ra nó không có hình thành tính kháng. Thành ra anh yên tâm sử dụng Sofix trong những vụ tiếp theo ạ. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn từ kỹ sư ạ. Tiếp tục thì xin được kính mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho câu hỏi của anh Nguyễn Văn Trạng ở Vĩnh Long. Anh hỏi là tình trạng lúa chết cây do bộ rễ yếu có đúng hay không? Nếu rễ lúa bị ngộ độc hữu cơ hoặc phèn thì việc cung cấp dinh dưỡng qua lá rất cần thiết, giúp cho lúa non vượt qua những bất lợi của thời tiết, chờ mưa, có đúng không ạ? Thì cái đấy thì đúng rồi. Nếu mà cái rễ lúa bị hại mà nó không ăn được dinh dưỡng thì chắc chắn là cái cây lúa nó suy rồi. Mà bây giờ nó đã bị hại rồi mà em chưa có tái tạo được bộ rễ mà em thảy phân xuống dưới đất nữa thì nó làm sao nó ăn được. Thành thử ra bây giờ bắt buộc mình phải đưa phân lên cung cấp ở qua lá. Nhưng mà cung cấp phân qua lá thì em biết bây giờ không phải là người ta lấy các cái chất dinh dưỡng dưới đất rồi hòa tan vô trong nước cách đơn thuần đem phun lên đá thì nó cũng ăn được. Nhưng mà nó dở hơn cái việc mà bây giờ nó có những cái thế hệ mà phân bón lá khá là tốt, là người ta kết hợp lại với những cái chất hữu cơ, tức là humic hay là cái fulvic, mà nhất là fulvic. Bây giờ cái fulvic á, cái cấu trúc phân tử của nó nhỏ nên có thể là phun lên đá nó chung vào trong đá tốt hơn cả humic nữa, và đồng thời nó cũng giữ cho cái phân như vậy là không bị không khí, cái oxy ở trong không khí á, nó làm cho giảm đi cái chất lượng. Nên nếu như mà em dùng những cái loại phân bón lá mà có thêm cái humic thì tôi nghĩ rằng cái fulvic thì rất là tốt cho cái cây lúa của mình. Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Và xin được mời kỹ sư Trương Hùng Phong tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Sáu ở Vị Thủy, Hậu Giang. Chị hỏi là lúa xạ lên thưa, tôi bón phân nhưng lúa không ăn phân mà bị vàng. Thì xin hỏi phun DES 80 lúc này có được không? Xin hướng dẫn cách làm cụ thể. Thưa chị Sáu, thì đối với cái trường hợp mà cái lúa bị vàng thì bây giờ mình xác định coi cái bộ rễ, đa phần là nó bị cái bộ rễ dứt. Thành ra đa phần là bị phèn, thành ra mà trong trường hợp này tôi khuyến cáo là chị là nên làm sao mình đưa cái nước vô, mình ngâm nó, sau một ngày mình giật nước ra và sau đó mình đưa cái phân bón xuống. Trong cái trường hợp này thì cái Ugelac vẫn là một cái giải pháp tốt để mình đưa xuống dưới, để mình ngoài cái chuyện mình cung cấp cái lượng phân cho nó, cái thứ hai là trong Ugelac mình có cái Humalai, thì cái Humalai này mục đích mình đưa xuống để mình kích thích cho cái bộ rễ nó phát triển mạnh và nó phát triển một cách là rộng, vậy thì cái khả năng mà nó hấp thụ cái phân bón trong đất nó có sẵn nó sẽ tốt hơn. Và trong cái humic này mình thấy nó có một cái trong cái Humalai này có một cái chất là humic, thì cái chất này là nó dần, người ta kêu là cố định phèn đó, thành ra trong điều kiện đất phèn này thì nó cố định lại, nó sẽ giúp cho cái rễ mình bung ra và phân mình đưa xuống như vậy thì cái khả năng mà cây lúa mình nó ăn lên rất là tốt. Hoặc là trường hợp thứ hai thì bà con có thể là cung cấp cái DS 80 qua lá cũng là một giải pháp tốt. Trong trường hợp mà một cái rễ mình không có ăn được phân rồi thì mình dùng cái phân bón qua lá để mình tác động vào cái lá để mình nuôi nó trong giai đoạn này cũng là giải pháp tốt. Thì trong cái DS 80 vẫn có cái Humalai, và Humalai nó giúp cho cái lá chúng ta xanh hơn, cái rễ chúng ta nó kích hoạt được phát triển hơn và cái khả năng lấy phân nó tốt hơn. Thành ra trong trường hợp mà lúa mình vàng có thể mình đưa cái DS vô ở thời điểm này và mình dùng hai gói cho một công thì mình giải quyết tốt trong cái trường hợp mà lúa bị vàng.
Dạ, xin được cảm ơn kỹ sư Trương Hồng Phong và xin được mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho câu hỏi của anh Đặng Văn Nhất ở Long An. Anh hỏi là lúa xạ 5 ngày nhưng phèn lên làm cho cây lúa ngã ngang. Xin hỏi là tôi phải xử lý tình trạng này như thế nào để giúp cho cây lúa phát triển mạnh trở lại? Thì bây giờ em biết là nó không có bám đất được. Nên như vậy là khi mà em đưa nước vô hoặc là nó đứng một mình nó cũng không được, bởi vì do cái chỗ là nó không bám đất. Có nghĩa là có cái độc chất. Nên cái việc trước tiên là em phải xả bỏ các cái độc chất đó trước, rồi sau đó em mới tăng cường hóa giải thêm những cái độc chất mà còn lại ở trong đất của mình đó, bằng vôi hay là lân như hồi nãy là có một số nhà nông của mình cũng đã làm. Rồi tiếp theo đó là em phải cường sức cho cái cây lúa bằng những cái chất mà nãy giờ chúng ta đã bàn, thì tôi nghĩ rằng có thể giúp cho cái cây lúa mình nó được tốt hơn. Dạ, xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ ạ. À. Quý khán thính giả và bà con thân mến, chương trình của chúng ta đến thời điểm này thì cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của bà con gọi về cho chương trình. Tuy nhiên thì do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi không thể nào tư vấn hết cho những câu hỏi của bà con. Và với những thắc mắc mà chưa thể giải đáp được thì nhân viên kỹ thuật của tập đoàn Lộc Trời sẽ trực tiếp gọi đến số điện thoại bà con gọi về chương trình để tư vấn cho bà con. Và trước khi mà kỹ sư Trương Hồng Phong công bố các khán giả nhận được quà tặng từ chương trình ngày hôm nay thì xin mời bà con cùng đến với những thông tin rất hấp dẫn sau đây. Cầu ngay, chúng lớn. Tập đoàn Lộc Trời và công ty Syngenta tiếp tục tri ân và chia sẻ với bà con nông dân. Khi mua thuốc trừ bệnh Amistatop Filia và Tiêu Super, bà con sẽ nhận ngay thẻ cào để có cơ hội trúng thưởng 4 giải nhất máy cày Kubota, 30 giải nhì Segway Alpha, 50 giải ba máy phun thuốc Yokohama và hàng trăm ngàn giải thưởng khác. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 9 tỷ đồng. Chương trình được thực hiện từ ngày 5 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 7 tại tất cả cửa hàng phân phối của tập đoàn Lộc Trời. Quá là những thông tin hết sức tuyệt vời, có phải không thưa bà con ạ? Khi mà mình vừa giúp bảo vệ được ruộng lúa tốt mà còn nhận được những phần quà có giá trị hết sức là cao. Và tiếp tục thì kỹ sư Trương Hồng Phong cũng sẽ nêu cho bà con ba khán giả sẽ nhận được quà tặng từ chương trình ngày hôm nay. Trước khi đọc đáp án thì tôi xin đọc lại câu hỏi là: trong điều kiện nắng nóng, phun DS80 cho lúa sẽ giúp A. kích hoạt bộ rễ phát triển, B. cung cấp các dưỡng chất dễ tiêu dạng hữu cơ, C. là giải độc phèn, giải độc ngũ độc hữu cơ, D. là tất cả các câu trên đều đúng. Và đáp án của câu hỏi này là đáp án D. Chúc mừng ba khán giả sau đây có được tin nhắn được chọn. Anh Nguyễn Minh, khán giả Nguyễn Minh Chánh ở Long Phú Sóc Trăng, khán giả Nguyễn Tài Em ở Tam Bình Vĩnh Long, khán giả thứ ba là Ngô Minh Tuấn ở Cai Lậy Tiền Giang. Chúc mừng ba khán giả. Xin được cảm ơn kỹ sư Trương Hồng Phong và một lần nữa xin được chúc mừng ba khán giả đã nhận được quà tặng từ chương trình ngày hôm nay. Quý khán thính giả và bà con thân mến, đến đây thì chương trình nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng kỳ thứ 192 xin được kết thúc. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát lại vào lúc 13 giờ 5 phút ngày mai thứ năm, tức là ngày 10 tháng 5 năm 2018 trên kênh SV1. Hoặc bà con mình có thể truy cập vào website thsd.vn để xem lại chương trình này vào bất cứ lúc nào. Đến đây thì một lần nữa Ngọc Hương xin được chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, cảm ơn kỹ sư Trương Hồng Phong đã nhiệt tình tư vấn cho bà con trong chương trình ngày hôm nay. Quý khán thính giả và bà con thân mến, chương trình kỳ tiếp theo của nuôi dưỡng và bảo vệ cây trồng lần thứ 193 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 19 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2018. Kính mời bà con đón xem và tham gia giao lưu cùng với chương trình. Đến đây thì xin một lần nữa rất cảm ơn bà con mình đã quan tâm theo dõi và tham gia giao lưu cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con.